Ngày 21 tháng 8, Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra vụ 40 người vượt sông trốn khỏi casino ở Campuchia. Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 18 tháng 8, lực lượng chức năng phát hiện 40 người, gồm 35 nam và 5 nữ, từ một casino thuộc ấp Raythum, xã Sampiphol, huyện Cao Thơm, tỉnh Kandan, Campuchia, bơi qua sông Bình Di để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Họ khai nhận do tin lời quảng cáo làm việc với mức lương từ 700 đến 1.000 đô la Mỹ một tháng trên mạng xã hội, nên đã vượt biên trái phép sang Campuchia. Anh Hắc, ngụ tỉnh Gia Lai cho biết, mỗi ngày anh và mọi người trong nhóm làm việc 15 giờ hoặc bị bán vào các sòng bài, bị đánh đập, tra tấn, đòi tiền chuộc nếu muốn trở về Việt Nam. Anh kể, mình sang làm việc ở Campuchia được 4 tháng, trong vòng 5 ngày, anh phải tìm được 2 khách và từ 10 đến 15 triệu đồng. Những ai không làm được sẽ bị đưa vào danh sách đen. 5 ngày tiếp theo không đạt chỉ tiêu sẽ bị chích điện. Và nếu 5 ngày sau vẫn không tìm được khách, sẽ bị đem đi bán. Còn anh Tê, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, tháng lương đầu anh được hơn 500 đô la Mỹ, nhưng những tháng sau bị trừ dần vì không đạt chỉ tiêu doanh thu. Nhóm người này còn cho biết những đối tượng bên casino hành hung đánh đập dã man cả phụ nữ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang nhận định, đây là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm mua bán người và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Công an tỉnh An Giang khẳng định sẽ kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm.